người lớn tuổi được khuyên không nên sử dụng thuốc aspirin hàng ngày để ngăn ngừa cơn đau tim hoặc đột quỵ đầu tiên. Theo một hội đồng đánh giá của Hoa Kỳ, những người trên 60 tuổi không nên dùng thuốc aspirin hàng ngày để ngăn ngừa cơn đột quỵ hoặc cơn đau tim đầu tiên. Theo dự thảo khuyến nghị do lực lượng đặc nhiệm dịch vụ phòng ngừa Hoa Kỳ là US Preventative Services Task Force đưa ra vào hôm thứ Ba, những rủi ro của việc dùng aspirin hàng ngày, còn được gọi là acid acetylsalicylic hoặc gọi tắt là ASA, lớn hơn những lợi ích tiềm năng ở những người trên 60 tuổi. Những rủi ro này bao gồm chảy máu bên trong dạ dày, ruột và não, theo hội đồng. Các hướng dẫn ở Canada thậm chí còn nghiêm ngặt hơn, khuyến cáo rằng không ai nên dùng thuốc aspirin hàng ngày để ngăn ngừa cơn đau tim hoặc đột quỵ nếu họ không có tiền sử bệnh tim mạch. Sử dụng aspirin hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ ở một số người, nhưng nó có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng có thể xảy ra, chẳng hạn như là chảy máu trong. Theo thành viên của lực lượng đặc nhiệm là tiến sĩ John Wong cho biết trong một thông cáo báo chí. Tuy nhiên, những người trẻ hơn một chút, từ 40 đến 59 tuổi, mà có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao nên thảo luận với bác sĩ của họ về việc có nên sử dụng aspirin phòng ngừa hay không. Hội đồng cho biết vì nó vẫn có thể có lợi ích cho những người trẻ tuổi. Các bác sĩ lâm sàng nên cân nhắc tuổi tác, nguy cơ mắc bệnh tim mạch và nguy cơ chảy máu khi quyết định có nên kê đơn thuốc aspirin cho bệnh nhân hay không. Nó không thay đổi các khuyến nghị cho những người đã bị đau tim hoặc đột quỵ đang sử dụng aspirin theo lời khuyên của bác sĩ của họ. Bằng chứng mới nhất đã rõ ràng, việc bắt đầu chế độ dùng aspirin hàng ngày ở những người từ 60 tuổi trở lên để ngăn ngừa cơn đau tim đầu tiên hoặc đột quỵ là không được khuyến khích. Thành viên của lực lượng đặc nhiệm, tiến sĩ Jen Wang Tang cho biết. Tuy nhiên, khuyến cáo này của lực lượng đặc nhiệm không dành cho những người đã dùng aspirin vì đã có một cơn đau tim hoặc đột quỵ trước đó. Họ nên tiếp tục làm như vậy trừ khi được bác sĩ của họ yêu cầu làm khác đi. Hướng dẫn này đã được đăng trực tuyến để cho phép lấy ý kiến công chúng cho đến ngày 8 tháng 11. Nhóm sẽ đánh giá các ý kiến và sau đó đưa ra quyết định cuối cùng. Các hướng dẫn của Canada được xuất bản bởi Cơ quan Tim mạch và Đột quỵ vào năm 2020, khuyến cáo không nên dùng aspirin để ngăn ngừa đột quỵ hay đau tim và bệnh mạch máu cho những người không có tiền sử mắc các bệnh này. Tổ chức viện dẫn nguy cơ chảy máu trong là lý do thay đổi hướng dẫn của mình. Tiến sĩ Ted Wang là một nhà thần kinh học đột quỵ tại Đại học McGill và là cựu chủ tịch của hướng dẫn phòng ngừa đột quỵ Canada, Canadian Stroke Prevention Guidelines, người đã giúp viết các hướng dẫn của Canada về thuốc aspirin, nói rằng các nghiên cứu lớn trong năm 2018 và 2019 cho thấy rất ít người được lợi từ việc dùng aspirin để ngăn ngừa các cơn đau tim nếu họ không có tiền sử bệnh tim mạch, ông nói. Nói thêm rằng, các nhà nghiên cứu nhận thấy sự gia tăng chảy máu có thể có hại trong dạ dày hoặc não, mà theo ông, lý do này đã dẫn dắt tổ chức Heart and Stroke, tức là một tổ chức từ thiện chuyên nghiên cứu về bệnh tim và đột quỵ ở Canada, đã sửa đổi các hướng dẫn của họ. Ông nhấn mạnh, tuy nhiên, những người đã trải qua các biến cố tim mạch nên tiếp tục sử dụng aspirin, đặc biệt nếu nó đã được kê đơn cho họ. Nhưng nếu bạn đang nghĩ đến việc dùng aspirin là để ngăn ngừa đột quỵ hoặc đau tim, hoặc nếu bạn không chắc mình có nên tiếp tục dùng nó hay không, bạn nên nói chuyện với bác sĩ của mình. Trong một thông cáo báo chí vào tháng 3 năm 2020, Heart and Stroke ước tính rằng khoảng 5,3 triệu người trưởng thành ở Canada hiện đang sử dụng aspirin để ngăn ngừa bệnh tim và đột quỵ, với khoảng 2,4 triệu người thực hiện mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ. Bỏ thuốc lá, cắt giảm uống rượu, tập thể dục thường xuyên và một chế độ ăn uống lành mạnh là tất cả những cách hiệu quả hơn nhiều để giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ hơn aspirin, ông Wang nói. Tiến sĩ Lauren Block là một nhà nghiên cứu nội khoa tại Viện Nghiên cứu Y khoa Feinstein ở Manhasset, New York cho biết hướng dẫn này rất quan trọng vì rất nhiều người trưởng thành sử dụng aspirin ngay cả khi họ chưa bao giờ bị đau tim hoặc đột quỵ.